Trân trọng kính chào quý vị khán giả Việt TV. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Bảy 2 tháng Giêng năm 2016. Chúng tôi đang có mặt tại tiệc tân niên do Hội Cựu Sinh viên Quốc gia Hành Chánh Việt Nam Cộng Hòa tổ chức tại nhà hàng Harvest Moon, thành phố Fortress, Virginia. Xin kính gửi đến quý vị những hình ảnh được ghi nhận tại chỗ. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Sau nghi thức khai mạc, phía lễ chào quốc kỳ, chào phước mặc niệm là màn múa lân đón mừng năm mới. Chương trình được tiếp nối với lời chào mừng, tương trình sinh hoạt. Tôi xin đại diện Hội đồng Quản trị và toàn thể hội viên Hội Cựu Sinh viên Quốc gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Kỳ hân hoan kính chào mừng quý vị quan khách và toàn thể anh chị em cựu sinh viên Quốc gia Hành Chánh và gia đình cùng thân hữu đã bỏ chút thời giờ quý báu đến tham dự buổi hội ngộ tăng niên 2016 do Hội Cựu Sinh viên Quốc gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Kỳ tổ chức. Kể đó là trình diện tân Hội đồng Quản trị và Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2017. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Quốc gia Hành Chánh Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gửi thư chúc mừng đến Hội Cựu Sinh viên Quốc gia Hành Chánh. Good afternoon, everyone, and Happy New Year. I have the distinct pleasure and honor to read to you a very special letter. It may not look like much, but wait until I read it to you. Tôi xin phép đọc bản dịch của Hội Cựu Sinh viên Quốc gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Kỳ. Tôi xin gửi lời chào mừng đến tất cả quý vị tham dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện Quốc gia Hành Chánh. Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ là nơi đón nhận nhiều người Việt bỏ xứ ra đi hơn bất kỳ quốc gia nào. Hàng ngày, người Mỹ gốc Việt đóng góp vào đời sống quốc gia và giúp bảo vệ những lý tưởng chung. Niềm tin vững chãi vào sức mạnh của giáo dục và vào sự tự quản, những sinh viên tốt nghiệp đầu tiên của Học viện Quốc gia Hành Chánh vẫn là nguồn khích lệ cho đến ngày hôm nay. Qua hoạt động cung ứng những dịch vụ chủ yếu cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt, quý vị đang bảo vệ những giá trị căn bản này. Nhân dịp quý vị gặp gỡ nhau tại thành phố Fortress, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất cho buổi lễ đầy thú vị này và một năm mới tuyệt vời. Signed, President Barack Obama. Kể đó là phát biểu của ông Đoàn Hữu Định, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam dùng thủ đô Washington DC, Maryland và Virginia, bà Penny Cross, đại diện quận Fairfax, và ông Jerry Connolly, dân biểu của Virginia. That required this flag to be flown at Fairfax County Schools. Ông Nguyễn Kim Hương Quả, Hội trưởng Hội Cựu Sinh viên Quốc gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Kỳ, trình bày về thành quả đạt được. Anh em Hành Chánh vẫn hoạt động tích cực trong mọi công tác, nhất là hợp tác với những cái quận Fairfax hoặc là những cái chương trình của Fairfax để mang lại những phúc lợi cho người Việt tại cái đất tự do này. Thì trong những năm vừa rồi chúng tôi đã có nhiều cái công tác để hợp tác với quận để làm việc những công tác đó, ví dụ như là công tác yểm trợ sách, tức là mình có những mua sách hoặc là xin sách để tặng cho thư viện. Chúng tôi cũng có những cái lập những dự án con đường tự do, nghĩa là giúp thư viện bằng những cái đóng góp của những người ở trong cái vùng địa phương này và toàn quốc của xứ Mỹ. Thì thật sự ngày hôm nay, ngoài cái ý nghĩa của tân niên mà chúng tôi nói để tập hợp anh em, thì chúng tôi có cái hai điểm đặc biệt nữa là hôm nay là ngày kỷ niệm 60 năm của ngày thành lập Học viện Quốc gia Hành Chánh. Thì kỷ niệm ngày 60 năm này thì trên nguyên tắc chúng tôi cũng tập vui vẻ mừng nhau, nhưng mà đặc biệt có một bức thư của Tổng thống Obama gửi đến chúc mừng đại hội ngày hôm nay. Và thứ hai nữa là 30 năm ngày khai thế miễn phí của chúng tôi. Năm nay là lần thứ 30 để chúng tôi khai thế
miễn phí cho đồng bào tiêu dùng địa phương này. Và 30 năm nhìn lại, chúng ta thấy chúng tôi đã, anh em hành chánh đã tích cực đóng góp vào trong cái dòng mainstream của xứ Mỹ này, thì đó là cũng điều hãnh diện cho anh em hành chánh quốc gia hành chánh miền Đông này. Ông Nguyễn Trường Phát, Phó Hội trưởng, nhắc nhớ về trường cũ, thầy cô, bạn học xưa. Có rất nhiều kỷ niệm mà không, bây giờ có thể là không biết nên nói cái kỷ niệm nào trước, cái kỷ niệm nào sau, nhưng xin tóm lược là có hai phần. Phần thứ nhất là khi chúng tôi gia nhập Học viện Quốc gia Hành Chánh, nghĩa là sau khi đã thi trúng tuyển vào ban cao học thì chúng tôi được đi thực tập, và tôi thực tập ngay tại bên phường Khánh Hội, Cây Bàng. Và cái bước thứ hai nữa là sau khi mình đi vào học trường Quốc gia Hành Chánh thì gặp một số các giáo sư của học viện, thì giáo sư của các ban hành chánh và các ban kinh tài, tôi thuộc ở ban kinh tế tài chánh, cho nên đặc biệt là có luôn luôn tiếp xúc với quý vị giáo sư qua các cái buổi học, và buổi học dưới hình thức là những cái khóa hội thảo, thành ra đó là chương trình đặc biệt của cái ban cao học mà có nhiều đóng góp của các học viên cũng như là của các quý vị giáo sư, thì đó là những cái kỷ niệm đặc biệt mà ghi nhớ đối với tôi. Trong lúc quan khách dùng cơm thân mật, một chương trình văn nghệ mừng xuân được thực hiện với các tiết mục đồng ca, đơn ca, tân phổ nhạc do các thân hữu và hội viên cùng đóng góp. Chương trình hội ngộ kết thúc vào lúc 3 giờ 30 phút sau phần lì xì cho các cháu thiếu nhi và xổ số lấy hên đầu năm. Kính thưa quý vị, VTV DC vừa tường trình đến quý vị buổi họp mặt tân niên do Hội Cựu Sinh viên Quốc gia Hành Chánh Việt Nam Cộng Hòa tổ chức. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Cầu chúc quý vị trong năm 2016 luôn hạnh phúc, bình an, thịnh vượng và thăng tiến. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình phóng sự cộng đồng khác. Đạo Hiếu Tảo VTV tường trình từ Fortress, Virginia. Ngày xưa, mỗi lần ra đi là một niềm mơ ước, một niềm hy vọng và không biết bao giờ được nhìn thấy lại hình ảnh của người thân. Sau 40 năm viễn xứ, thời gian đã thay đổi với sự phát triển như vũ bão của Internet cùng với lại sự phát minh của IPTV. Uno IPTV, một dịch vụ truyền hình bằng Internet đầu tiên của người Việt tại hải ngoại, không những cung cấp những thông tin liên tục cập nhật trên toàn cầu, mà còn đáp ứng mọi nhu cầu giải trí theo phương thức mới của công nghệ truyền hình, xem đài theo sở thích. VNews là truyền hình Việt ngữ đầu tiên và duy nhất chuyên về tin tức, bình luận, hội thoại cập nhật nhất liên tục 24 giờ mỗi ngày, có thể xem như là CNN tiếng Việt. VMAX và phim 24 giờ chuyên về phim bộ, trình chiếu liên tục những bộ phim hấp dẫn của Đài Hàn, của Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam, tương tự như HBO hay Cinemax. Nhạc Việt là truyền hình Việt ngữ đầu tiên duy nhất tại hải ngoại chỉ chiếu âm nhạc cho quý vị thưởng thức liên tục 24 giờ mỗi ngày. VTV và S Channel với nhiều chương trình tổng hợp của người Việt hải ngoại như tin tức, di trú, phúc lợi xã hội, sức khỏe, thời trang, du lịch, thể thao, ẩm thực, thiếu nhi. VLive với nhiều chương trình giải trí như game show, tâm tình nghệ sĩ, đời sống thật và rất nhiều tiết mục hấp dẫn khác. Đặc biệt sẽ có những đài thuần túy tôn giáo phổ biến như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật giáo, Hòa Hảo. Với antenna, quý vị có thể xem rất nhiều đài truyền hình địa phương với chất lượng high definition và một số tiện lợi khác như Miracast, DLNA, USB, YouTube và các trang web. Thật tự hào sau 40 năm viễn xứ, người Việt của chúng ta đã có một hệ thống truyền hình miễn phí xem được ở tất cả năm châu thông qua iPhone, iPad, Android Phone, Samsung Smart TV hay là hộp Uno IP Box. Đến với Uno IP TV, quý vị chính là người giúp bảo tồn phát triển văn hóa Việt cũng như là giúp cho con cháu của chúng ta giữ mãi tiếng Việt khắp mọi nơi. Và chính vì lẽ đó, Uno IP TV là sự lựa chọn đúng hơn.